Hello mọi người, mình đã trở lại đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Bò Siêu Thịt và mình là Bò Siêu Nẹt. Mỹ Tho dạo này bắt đầu mưa rồi, mọi người ra đường nhớ mang áo mưa theo nha. Trời mưa như vậy mà làm một nồi lẩu là hết bài luôn. Nhưng mà chỉ có một mình thì phải làm sao? Cũng may là Mỹ Tho có chỗ bán lẩu cho một người nè. Cùng theo chân mình đi ăn lẩu Kim Huyền 39k nha. Quán nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, đối diện khu đô thị Mỹ Tho Riverside, tức là bến phà Rạch Miễu cũ đó mọi người. Menu ở đây dao động từ 39 đến 280 nghìn. Mình thấy tầm trưa là quán đã mở cửa và mở tới tối, giờ cao điểm là từ 4 đến 5 giờ. Mỗi phần lẩu sẽ bao gồm rau, topping, bún và một nồi lẩu. Ở đây sử dụng nước mắm mặn nên ai ăn cay được sẽ ngon hơn nè. Nước sôi rồi thì mình sẽ cho hết topping vào. Mọi người nhớ cho bắp vào trước để ngọt nước nha. Khúc này tôi quên cho nên tôi bỏ vào sau nè. Một phần lẩu hải sản 39k gồm 5 loại topping: cá hồi, cá viên, tôm, mực, nghêu, nấm kim châm. Mọi người nhớ nhai cho kỹ nha, vì đó là một loại nấm rất khó tiêu. Cá nhân mình thấy nước lẩu ở đây nêm vừa ăn, sự kết hợp giữa cà chua khóm bắp tạo nên một độ chua vừa phải, làm một miếng bắp thấm đậm vị nước lẩu. Bún ở đây khá nhiều, cá viên thì mềm, đừng để nghêu lâu quá sẽ bị tan. Mình thích nhất là cá hồi, vừa thơm vừa mềm, thêm miếng mực giòn giòn cho vui miệng. À, đặc biệt tôm rất là dễ lột, mấy anh trai cứ yên tâm nha. Đây là trải nghiệm cá nhân của riêng mình. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối clip. Bye bye.